Chương 361: Cuộc chiến hạt giống. Lâm Động hàn huyên với đám Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu không được bao lâu thì vị trưởng lão áo tím bộ dáng địa vị không thấp trong gia tộc Lâm thị tươi cười đi tới. "Hà, Lâm Chấn Thiên phải không? Ta nhớ rõ, năm đó khi rời khỏi Lội tộc, người cũng chỉ 20 tuổi hơn, không ngờ trong chớp mắt đã mấy chục năm." Trưởng lão áo tím đi tới cười với Lâm Chấn Thiên. "Ngài là trưởng lão Lâm Mộc." Nhìn trưởng lão áo tím có chút quen thuộc, Lâm Chấn Thiên chần chừ một lát mới nà hỏi với vẻ không chắc chắn, sau đó giống như là được sủng ái mà lo sợ. Năm đó hắn còn ở gia tộc Lâm thị, người trước mặt đã là trưởng lão trong Lội tộc, địa vị phi phàm, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn đó là ông ta vẫn nhớ rõ tên hắn. "Ha ha, năm xưa bởi vì nhiệm vụ thất bại cho nên mới xử phạt ngươi, mà người không trách Lội tộc." Trưởng lão áo tím được xưng là Lâm Mục cười nhẹ nói: "Không dám, không dám. Năm đó nhiệm vụ thất bại chính là sai lầm của ta." Lâm Chấn Thiên cười khổ lắc đầu. Hắn biết với địa vị của Lâm Mục hiện nay trong gia tộc Lâm thị, đối với tình huống bình thường, hắn căn bản không có tư cách để nói chuyện cùng ông ta. Hiện nay ông ta nói hay ho như vậy chính là bởi vì do trong phân gia bọn hắn có một cái tên Lâm Động. "Đợi qua ngày hôm nay, ta lập tức ra lệnh, sau này sẽ khôi phục thân phận nội tộc của ngươi. Cho nên nếu như ngươi muốn ở lại Lội tộc hay trở về Viêm Thành thì phải xem ý tứ của ngươi." Lâm Mục mỉm cười nói: "Đa tạ trưởng lão Lâm Mục." Nghe thấy vậy thì Lâm Chấn Thiên gật đầu, nguyện vọng mấy chục năm qua cuối cùng cũng có thể thực hiện. Nhất thời hắn có chút cảm khái. Lâm Động giống như biết tâm tình ông nội, lúc này cũng nhẹ nhẹ vỗ lên bả vai Lâm Chấn Thiên nhẹ giọng nói: "Ông nội, các người trước hết ở lại Lâm Thành nghỉ ngơi hồi phục một chút, sau này hắn quyết định, ta theo trưởng lão Lâm Mục một chút." "Ừm, cẩn thận." Lâm Chấn Thiên vui mừng nhìn cái gã thiếu niên cao hơn hắn một cái đầu trước mặt, gật gật đầu ôn tồn nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu, sau đó dặn dò đám Lâm Khiếu thì mới xoay người lại. Lâm Mục bên cạnh mỉm cười đi trước dẫn đường. Hai người đi trong Lội viện khổng lồ cùng với gia tộc Lâm thị. Ven đường không ít người trong Lội tộc đem đủ loại ánh mắt nhìn đến. Chỉ có điều lúc này trong ánh mắt lại không có vẻ châm chọc hay cao cao tại thượng như trước. Trải qua trận đại chiến ngày hôm nay, ai còn dám khinh thường người đến từ phân gia thì chả khác là một cái ngốc. Lâm Động thực sự không nghĩ rằng trong phân gia lại xuất ra một cái nhân tài vĩ đại như người à. Lâm Mục đi trước đường, đột nhiên nghiêng đầu cười nói. Lâm Động cũng là cười cười, chỉ có điều hiện tại cũng không muốn nói nhiều, bí mật của hắn cũng không muốn tiết lộ cho người khác. Tuy nói người trước kia là người phân gia, chỉ có điều với năng lực của ngươi về sau trong Lội tộc sẽ có địa vị không thấp, đây là chuyện tốt, chỉ có điều phải cẩn thận hơn nữa, trong Lội tộc không thể so sánh với phân gia. Lâm Mục hàm ý sâu xa nói. Lâm Động yên lặng gật đầu, hắn tự nhiên hiểu Lội tộc phức tạp thế nào. Hôm nay cùng giao thủ với Lâm Lang Thiên đã đắc tội với một cái hệ phái, những tên này chắc chắn không hề để cho hắn yên ổn. Chỉ có điều với việc này hắn không sợ, chỉ cần thực lực thì người bên ngoài làm sao mà ám toán, nếu có cũng chỉ là phí công vô ích. Sau khi nhắc nhở Lâm Động, Lâm Mục không nói thêm nữa, dẫn Lâm Động đi trong trang viên Lội tộc khổng lồ giống như là mê cung hồi lâu, cuối cùng đến một tòa đại sảnh rộng lớn mới dừng lại. Từ bên ngoài đi vào, trong đại sảnh lúc này có thêm một ít người. Những người này đều là trưởng lão bên trong Lội tộc, đều có thân phận không thấp, mà ở trên vị trí thủ vị chính là tộc trưởng gia tộc Lâm thị mà Lâm Động đã gặp lúc trước, Lâm Phạm. "Bái kiến tộc trưởng." Lâm Động tiến lên đứng chắp tay với Lâm Phạm. Lâm Phạm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng mới là dừng lại trên người Lâm Động nói. "Lâm Động, trước hết chúc mừng ngươi đạt quán quân tộc hội lần này." Lâm Động không quá quan tâm, hắn biết Lâm Phạm gọi hắn tới đây không phải chỉ để nói những cái lời này. "Ha ha, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ta đây cũng không vòng vo nữa." Nhìn bộ dáng của Lâm Động, Lâm Phạm cười cười nói, "Không biết ngươi nghe qua cuộc chiến hạt giống trong vương triều Đại Viêm chưa?" "Chưa từng." Lâm Động trầm ngâm một chút, chậm rãi lắc đầu. "Cứ 20 năm một lần, các thế lực đỉnh phong vương triều Đại Viêm sẽ tiến hành giao chiến một hồi. Đương nhiên không phải là khai chiến mà là một loại tuyển chọn. Mỗi một thế lực đều phái ra nhân tài chủ tuổi trẻ kiệt xuất nhất cùng lứa tham gia trận tuyển chọn này.
mà trận chiến này của cả phương triều Đại Viêm chính là cuộc chiến tuyển chọn cao nhất, được xưng là cuộc chiến hạt giống. Có thể có tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống này, mỗi người đều phải có thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa bối cảnh phía sau không tầm thường. Có thể nói là nhân tài kiệt xuất định phong vương triều Đại Viêm. Vốn gia tộc Lâm thị chúng ta lần này muốn phái Lâm Lang Thiên tham gia, chỉ có điều người đột nhiên xuất hiện, nếu người có hứng thú thì có thể tham gia cuộc chiến hạt giống này. Lâm Phạm cười nói. Nghe thế vậy thì Lâm Động khẽ nhíu mày. Đối với loại chiến đấu không rõ ràng này, hắn thật sự không có hứng thú quá lớn. Tuy rằng nhân tài kia xuất định phong chân chính của vương triều Đại Viêm giao thủ rất hấp dẫn người khác, nhưng hắn không phải loại là loại người cuồng nhân thèm chiến đấu như mệnh. Không biết người từng nghe qua thánh linh đàm của vương triều Đại Viêm chưa? Lâm Phạm khẽ cười nói. Thánh linh đàm? Lâm Động chợt rùng mình, ánh mắt có chút biến ảo. Cái tên tất nhiên hắn từng nghe qua, thậm chí phần lớn cường giả vương triều Đại Viêm từng nghe qua tên này, chỉ có điều không có bao nhiêu người chân chính gặp thứ trong truyền thuyết này. Nghe nói thánh linh đàm chính là từ huyết mạch của viễn cổ thần thú ngưng tụ thành, tác dụng của nó không chỉ khiến thực lực tăng mạnh mà quan trọng nhất chính là thánh linh đàm này có thể khiến cho xác suất tiến nhập vào thành công niết bàn cảnh cao hơn. Ai cũng biết tiến vào niết bàn cảnh nguy hiểm lớn, cho dù chuẩn bị chu đáo cũng sẽ gặp phải nguy cơ bỏ mình. Cho nên cái loại công hiệu thần kỳ của thánh linh đàm đối với cường giả muốn tiến vào niết bàn cảnh không thể nghi ngờ là lực hấp dẫn chí mạng. Vương triều Đại Viêm thực sự có thánh linh đàm sao? Lâm Động có chút hoài nghi nói. Cho tới giờ hắn mặc dù chưa cũng từng nghe nói, nhưng mà cũng không cho rằng thứ này thực sự tồn tại. Không có gió không thể dậy sóng, thánh linh đàm quả thật tồn tại, chỉ có điều thường nhân căn bản không thể gặp. Thánh linh đàm hiện nay được hoàn thất cùng với các thế lực định phong vương triều Đại Viêm bảo quản. Chỉ có điều linh dịch bên trong thánh linh đàm quả thực sinh trưởng quá chậm, không có biện pháp cung cấp cho nhu cầu tất cả thế lực. Vì thế tự nhiên thánh linh đàm sẽ gây ra một hồi tranh chấp. Biện pháp giải quyết tranh chấp chính là vào cuộc chiến hạt giống lần này. Hoàng thất cùng các thế lực định phong cũng sẽ phái ra nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, đồng thời cho những người đồng lứa chiến đấu với nhau. 5 người chiến thắng cuối cùng sẽ giành được tư cách tiến vào thánh linh đàm. Bây giờ người có hứng thú đối với cuộc chiến hạt giống này chưa? Nói đến nơi cuối cùng, Lâm Phạm có gọi cười nói. Lâm Động có chút trầm mặc một chút. Thánh linh đàm đối với mọi người dưới niết bàn cảnh có lực hấp dẫn chí mạng, chỉ có điều kiện hắn có hiểu, đó là tại sao để hắn đi. Cho dù hắn cuối cùng được nằm trong danh sách thì chỗ tốt cũng bị hắn hưởng. Chẳng lẽ gia tộc Lâm thị muốn được danh tiếng mà thôi? Sau khi đi gọi thánh linh đàm thì phải thế nào? Lâm Động chậm rãi hỏi. Nghe thế vậy thì Lâm Phạm giật mình, dương mắt nhìn Lâm Động, lá sao sắc mặt mới dần nghiêm túc, thấp giọng nói. Sau khi ra khỏi thánh linh đàm, 5 người các ngươi sẽ đại biểu cho vương triều Đại Viêm tham gia Bách Triều Đại Chiến. Bách Triều Đại Chiến? Lúc 4 chữ lọt vào tai, Lâm Động ngẩng đầu lên, nắm tay giấu trong tay áo siết lại, ánh mắt biến ảo. Lần đầu tiên có chút thất thố trước mặt Lâm Phạm. Một màn 2 năm trước từ sâu trong tâm trí hắn nhanh chóng xuất hiện. Một nữ tử xinh đẹp khắc sâu trong lòng, khiến cho Lâm Động vĩnh viễn không thể quên. Nữ tử kia gương mặt cao quý mờ ảo, giống như tiên nữ giáng trần, không vướng chút bụi phạm, lăng thanh trúc. Một cái tên toát ra khí chất cao quý thoát tục. Trong xương cốt Lâm Động từ nhỏ có một cái loại quật cường bá đạo. Lăng thanh trúc chính là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời hắn. Phát sinh quan hệ có chút mơ hồ, nhưng Lâm Động không phải là loại người chiếm được tiện nghi hay vui đùa xong thì chùi miệng bỏ đi. Lúc Lăng Thanh Trúc cứu hắn từ trong tay Vương Viêm, khi đó hắn liền biết nữ nhân này chính là người hắn muốn tìm. Nỗ lực mấy năm nay, tuy rằng vì Lâm Lang Thiên, nhưng đồng thời cũng là sâu trong lòng Lâm Động vẫn luôn giữ được cái hình bóng xinh đẹp đó khắc sâu. Lâm Động biết thân phận nàng không bình thường, nàng nhìn có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tuy nhiên trong xương cốt nàng tràn ngập lãnh ngạo, cường hãn như thiên tài Lâm Lang Thiên, khi đó cũng không thể khiến cho nàng kính trọng. Khó có thể tưởng tượng trong thế gian này nam nhân như thế nào sẽ nhận được sự ưu ái chân chính từ phía nàng. Chỉ có điều bất luận kẻ nào có bao nhiêu khó khăn đi nữa, nhưng mà Lâm Động không buông bỏ, bởi hắn biết hắn không muốn nữ nhân này lặng lặng nằm trong vòng tay nam nhân khác. Muốn báo đáp ân tình, chờ người đủ tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến rồi hãy nói. Ta nếu như có thể giành chiến thắng trong Bách Triều Đại Chiến,
thì có đủ tư cách ư? Miễn cưỡng đủ, chỉ có điều ta không nghĩ ngươi có thể làm được. Đây không phải là khinh thường, mà là sự thật. Bất luận ngươi chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng chả sao, nó chẳng bao giờ thay đổi. Ngày đó sẽ tới. Đến lúc đó, ta sẽ đứng trước mặt nàng, sau đó nói với nàng, nữ nhân đã từng ngủ với ta nhất định là của ta. Hình ảnh 2 năm trước trên ngọn núi, thiếu niên bồng bột bột cười lớn, chậm rãi quanh quẩn trong đầu Lâm Đậu. Thời gian 2 năm đã tới, 4 chữ bách triều đại chiến chôn sâu trong lòng hắn. Hắn biết rằng 4 chữ này so với việc đánh bại Lâm Đăng Thiên còn khó khăn hơn 100 lần. Thế nhưng mà hắn chưa từng buông bỏ. Mà đến ngày hôm nay, hắn cuối cùng cũng biết được tin tức liên quan tới bắc triều đại chiến. Phù, Lâm Đăng hít một ngụm khí. Ánh mắt nhìn Lâm Phạm có chút kinh ngạc vì sự thất tố của hắn. Khuôn mặt chậm rãi cúi thấp. Được, ta tham gia. Lăng Thanh Trúc, nàng hãy chờ ta. Chương 362. Thế giới bên ngoài, vương triều Đại Viêm. Nhìn thấy Lâm Động cuối cùng cũng mở miệng, khuôn mặt Lâm Phạm hiện lên nụ cười hài lòng. Với thực lực Lâm Động, cho dù đối mặt với thiên chi kiêu tử của hoàng thất hoặc là các tông phái địch phong cũng không hề thua kém. Có hắn cùng Lâm Lang Thiên xuất mã, có lẽ lần này gia tộc Lâm Thị cũng có thể giành được thành tích không tệ. Tộc trưởng, có thể nói bách triều đại chiến đến tuột cùng là gì không? Lâm Động nhìn về phía Lâm Phạm mở miệng hỏi. Đối với cái gọi là bách triều đại chiến, hắn vô cùng tò mò. Bách triều đại chiến ý nghĩa như tên, đó chính là cuộc chiến hàng trăm vương triều. Lâm Phạm gật đầu cười nói, Lâm Động, người có biết bên ngoài vương triều Đại Viêm là gì không? Không biết. Lâm Động cười khổ, dù 2 năm qua hắn lịch lãm không ít, nhưng mà cũng chỉ ở bên vương triều Đại Viêm còn rất nhiều vương triều khác. Những tin tức tường tận thì lại không biết chút gì. Dù sao trong mắt hắn, vương triều Đại Viêm hiện nay đã đủ rộng lớn. Rất nhiều người cả đời lăn lộn trong cái vương triều này. Thế giới bên ngoài quả thực quá mức xa xôi và lạ lẫm. Phiến đại lục này của chúng ta gọi là huyền vực. Đại lục huyền vực phân làm 4 đại châu, lấy Nam Bắc mà phân chia. Vương triều Đại Viêm chúng ta ở Đông Huyền Châu. Lâm Phạm ung dung nói, huyền vực Đông Huyền Châu. Lâm Động thì tao tự nói, cho dù không có khái niệm quá rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm giác vương triều Đại Viêm bao là bao quát. Bát ngát trong mắt hắn chỉ e phương diện này cơ bản không đáng nhắc tới. Về phần 3 đại châu khác ta cũng biết rất ít. Dù sao đi nữa, ở Đông Huyền Châu, cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng rất nhiều, lãnh thổ rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Vương triều Đại Viêm bên trong nhiều vô số, gần như mỗi ngày đều có vương triều suy bại hoặc thành lập. Mà vương triều Đại Viêm chỉ là một vương triều nhỏ nhoi, giống như là đám sao trên trời mà thôi. Mà bách chiến đại chiến, mặc dù gọi là bách triều, nhưng mà số vương triều chân chính tham gia thì vượt xa số lượng này. Đây có thể nói là một cái hồi chiến tranh thuộc loại tỷ thí. Mà cái loại tham gia trận chiến này không phải là chiến sĩ tầm thường, mà là những nhân vật thiên tài bên trong các vương triều. Vương triều Đại Viêm chúng ta nếu mà luận thực lực ở Đông Huyền Châu chỉ không đáng đến để nhắc tới. Vương triều càng cường đại thì số danh ngạch càng nhiều. Từng có lần có một cái vương triều đạt đến số danh ngạch là 100 người. Nghe vậy Lâm Động nhịn không được hít một ngụm lãnh khí. Ngay cả vương triều Đại Viêm chỉ có 5 danh ngạch, vậy mà vương triều kia lại có được 100. Thực lực như vậy thực quá mức khủng bố. Bách triều đại chiến này tuột cùng là do ai tổ chức? Đến tuột cùng có mục đích gì? Lòng khiếp sợ, Lâm Động chợt động hỏi đến vấn đề mấu chốt. Nghe vậy thì Lâm Phạm gật đầu tán thưởng, ánh mắt nhìn ra ngoài trời lẩm bẩm nói, Lâm Động, người đừng nhìn vương triều này là thiên hạ của hoàng thất, nếu thực sự mà nói thì bọn họ chẳng là cái gì. Bởi vì tại Đông Huyền Châu này, bá chủ chân chính chính là các tông phái cường đại tới mức người căn bản không thể tưởng tượng. Phần lớn các vương triều đều nắm trong tay bọn họ. Bọn họ mới là thực sự bá chủ của Đông Huyền Châu. Người đừng nhìn thấy những vương triều này cường đại, nếu mà so sánh với loại cấp bậc các đại tông phái kia, chỉ e cũng không thể chịu nổi một kích. Chỉ cần ý niệm trong đầu bọn họ, chỉ e một vương triều sẽ tan tành thành mây khói. Bàn tay Lâm Động nhẹ run lên, sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn cho tới bây giờ vẫn không nghĩ rằng bá chủ của Đông Huyền Châu lại không phải là những vương triều, mà chính là các siêu cấp tông phái mạnh tới mức nghịch thiên như vậy. Bách triều đại chiến là do các siêu cấp tông phái này tổ chức.
Lâm Phạm gật đầu nói, các siêu cấp tông phái này cũng cần phải thay máu mới, mà muốn đạt đến những cái loại cấp bậc thế lực này thì cũng không phải là người thường có tư cách lọt vào. Cho nên nếu như có thể từ trong bách triều đại chiến bộc lộ tài năng ra, người thường có tư cách lọt vào, nói không chừng sẽ có tư cách tiến vào các siêu cấp tông phái này. Đến lúc đó, cả vương triều Đại Viêm sẽ được người che chở. Những cái vương triều nhìn chăm chăm vương triều Đại Viêm như hổ rình mồi, cũng không dám làm càn. Một người có thể che chở cho cả vương triều, Lâm Động cảm thấy có chút không tin nổi nói, ha ha, nếu như người tiến vào cái loại siêu cấp tông phái này, điều đó chứng minh người ngày sau ít nhất trở thành cường giả niết bàn cảnh, thậm chí có thể tiến thêm một bước nữa. Khi đó, một tay người giơ lên liền có thể hủy diệt cả vương triều, chứ nói chi là che chở. Cho dù người muốn trở thành thái thượng hoàng của cái vương triều này cũng không ai phản đối. Thế giới bên ngoài cũng không phải giống như những gì người nghĩ trước đây, Lâm Phạm cười nói. Hơn nữa, người nếu như có thể tiến vào siêu cấp tông phái này, gia tộc Lâm Thị chúng ta tất nhiên được ban thưởng vô tận. Người có biết vì sao gia tộc Lâm Thị có thể đứng sừng sững ở vương triều Đại Viêm không ngã, hơn nữa có tài nguyên hùng hậu như vậy không? Đó là bởi vì 200 năm trước tổ tiên gia tộc Lâm Thị chúng ta từ bách triều đại chiến bộc lộ tài năng, cuối cùng được một siêu cấp tông phái thu nạp, ban thưởng xuống chính là cho phép gia tộc Lâm Thị được cường thế trong gia vương triều Đại Viêm 200 năm. Trong đầu Lâm Động có chút mê muội. Gia tộc Lâm Thị sở dĩ có thể đứng tại vương triều Đại Viêm mấy trăm năm, đó chính là bởi vì tổ tiên tiến nhập vào siêu cấp tông phái ban cho. Siêu cấp tông phái này đến tuột cùng khủng bố thế nào? Chỉ tiếc rằng sau khi vị tổ tiên đó thì gia tộc Lâm Thị chúng ta cũng có người nào được vinh quang đó nữa. Mặc dù mỗi lần đều tham gia bách triều đại chiến, nhưng thành tích cuối cùng cũng là điều kém hơn người khác. Hy vọng lần này có thể thu hoạch gì đó, Lâm Phạm hít một hơi thật sâu nói. Lâm Động chậm rãi bình ổn tâm trạng đang chấn động bởi vì lời của Lâm Phạm mang tới. Hắn thật sự không nghĩ tới thế giới bên ngoài của vương triều Đại Viêm lại như vậy, không ngờ rực rỡ tới mức này. Hắn trước kia thực là ếch ngồi đáy giếng. Lăng Thanh Trúc chẳng lẽ cũng là người của những siêu cấp tông phái này? Chắc không được, lúc trước ngay cả thiên tài giống như là Lâm Lang Thiên cũng không để vào mắt, thì ra có thân phận khủng bố như vậy. Lâm Động suy nghĩ miên man bất định. Sau khi nghe những lời của Lâm Phạm, hắn mơ hồ đoán được chút thân phận của Lâm Thanh Trúc, lập tức không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Khó trách lúc trước khi mình nói nhất định từ trong bách triều đại chiến bộc lộ tài năng, thì ánh mắt của Lăng Thanh Trúc có chút kỳ quái. Thì ra là độ khó khăn ở đó lại là khủng khổ bố đến vậy. Dù sao đi nữa, theo lời của Lâm Phạm, Lâm Động đầu tiên phải thắng được cuộc chiến hạt giống mới có tư cách tham gia bách triều đại chiến. Hơn nữa trong bách triều đại chiến, nhân vật thiên tài của các vương triều e rằng so với cừu cải trắng cũng không đáng giá bằng, bởi vì mỗi người đều là thiên tài trong các vương triều bộc lộ tài năng mà ra. Đó chính là cuộc chiến tuyển chọn thiên tài trong thiên tài. Muốn từ trong số những cái thiên tài khổng lồ này bộc lộ tài năng, khó khăn e cực lớn. Cho dù là Lâm Động bây giờ cũng cảm thấy bả vai có chút nặng nề. Lão nhân áo thô lần trước ta nhìn thấy, lão có nói bản thân là người của cửu thiên thái thanh cung. Nếu như tao đoán không sai, chỉ e cũng là một cái siêu cấp tông phái trong Đông Huyền Châu. Lâm Động bất chợt nhớ tới lão nhân áo thô Tiểu Điều từng nói, với thực lực lão nhân áo thô trong cửu thiên thái thanh cung cũng chỉ xem là cao thủ bình thường. Tông phái đáng sợ như vậy quả thật chỉ có thể dùng hai chữ siêu cấp để hình dung. Hà, bây giờ nói tới bách triều đại chiến thì còn quá sớm. Chờ ngươi có thể thuận lợi thông qua cuộc chiến hạt sống, đến lúc đó sẽ đem tin tức liên quan tới bách triều đại chiến nói rõ cho ngươi. Lâm Phạm nhấp một ngụm trà nhìn Lâm Động đang tiêu hóa những cái tin tức khiếp sợ thì cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Bây giờ việc hắn suy nghĩ quả thật không phải là bách triều đại chiến, mà là cuộc chiến hạt sống bước đầu tiên. Nếu như ngay cả cuộc chiến hạt sống cũng không qua được, thì cũng chả có tư cách mà tham gia cái gọi là bách triều đại chiến kia. Tại vương triều Đại Viêm, đủ tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống ngoại trừ tứ đại gia tộc chúng ta và hoàng thất, còn có một số tông phái cường đại bối cảnh hùng hậu khác. Những tông phái này nội tình cường đại không thua kém gì tứ đại gia tộc chúng ta. Bên trong bọn họ, một số tông phái cũng từng có tổ tiên bộc lộ tài năng ở trong bách triều đại chiến, Lâm Phạm nói. Lâm Động gật đầu, hắn tự nhiên biết cuộc chiến hạt giống này không phải là bình thường, đều là những nhân vật tài
kiệt xuất đỉnh phong trong cái giới trẻ tuổi đồng lứa. Của Vương Triều Đại Viêm, trong đó không thiếu những nhân vật có thể cùng tranh đấu với Lâm Lăng Thiên. Nếu trong lòng ôm lấy cái suy nghĩ may mắn, chỉ e đến lúc đó sẽ thất bại rất khó coi. Đúng rồi, nghe nói người ở quận Đại Hoang từng đánh bại Vương Viêm của gia tộc Phương Thị. Lâm Vạm dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên nói. Cũng từng có ân oán, thuận tay giải quyết một chút. Thế nào, tộc trưởng cũng không phải giống như Lâm Lăng Thiên muốn ta đi theo bọn chúng xin lỗi chứ? Lâm Động cười nhạt nói. Gia tộc Lâm thị ta cũng không sợ gia tộc Vương thị bọn họ, không cần thiết phải xin lỗi. Lâm Phạm cười cười lắc đầu. Chỉ có điều người đã giáo huấn Vương Viêm, như vậy thì cuộc chiến hạt giống này người phải cẩn thận một người. Ai? Lâm Động dùng mình nói. Đại ca của Vương Viêm, tuyệt đỉnh thiên tài chưa từng thấy trong gia tộc Vương thị, Vương Trung. Lâm Phạm chậm rãi nói. Vương Trung? Lâm Động híp mắt lại. 2 năm trước hắn từng nghe Nầm Khả Nhi nhắc qua cái tên này. Nghe nói người này dường như ngay cả Lâm Lăng Thiên cũng không làm gì được. Tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài. Đúng là không phải thổi phồng. Vương Trung này không phải nhân vật bình thường. Hắn năm đó thực lực chỉ là tạo hình cảnh, đã có thể vượt cấp đánh bại cường giả tạo khí cảnh. Bây giờ nhiều năm tiềm tu, thực lực tăng mạnh hơn, được cho là kình địch cực mạnh trong đợt tuyển chọn lần này. Hơn nữa, hắn rất thích bao che người nhà, người ở quận Đại Viêm, khiến cho Vương Viêm hết mất hết mặt mũi. Vương Trung lần này tất sẽ tìm tới ngươi gây phiền toái, tới lúc đó ngươi phải cẩn thận. Lâm Phạm nhắc nhở. Lâm Động gật gật đầu, đem cái điều này ghi tạc trong lòng. Hắn mặc dù không muốn phiền toái, chỉ có điều nếu như người khác đến tận cửa tìm hắn thì hắn cũng không có tâm tư mà nương tay. Lần này cuộc chiến hạt giống còn 1 tháng nữa sẽ bắt đầu, người hãy tu luyện thật tốt. Mặt khác, người cũng là quán quân của tộc hội, chúng ta sẽ không bền trọng bên kinh. Ngày mai đến tộc tàng nội tộc, xem trong đó có cơ duyên gì hay không. Lâm Phạm cười nói. Lâm Động lại lần nữa gật đầu. Đối với tộc tàng của nội tộc, hắn quả thật cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn có thể giành được một cái kiện linh bảo địa cấp thì đối với thực lực tăng cường không ít, đến lúc đó tham gia cuộc chiến hạt giống cũng nắm hơn vài phần. Sau khi đem mọi chuyện bàn bạc xong, Lâm Động cũng không hề lưu lại, ôm quyền với Lâm Phạm xong rồi xoay người rời khỏi đại sảnh. Tộc trưởng, ngài cho rằng Lâm Động thực sự có thể thông qua được cuộc chiến hạt giống sao? Đối thủ lần này không phải là nhân vật đơn giản à? Nhìn thấy thân ảnh Lâm Động rời đi, Lâm Mục cũng thấp giọng nói. Lâm Động cười cười. Lâm Phạm cười cười, buông chén trà trong tay, lẩm bẩm nói. Lâm Động này có thể bằng vào tài nguyên phân ra đạt tới trình độ như vậy, cũng không phải nhân vật đơn giản. Cuộc chiến hạt giống lần này cũng rất đáng để trông đợi. Chương 363 Tộc Tàng. Hôm sau, lúc trời còn sớm, Lâm Động từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hôm nay hắn phải vào bên trong tộc tàng. Đối với việc này hắn có chút hứng thú. Nội tình gia tộc cực kỳ cường đại, bên trong tộc tàng chắc chắn chứa rất nhiều bảo vật. Mà trong tay hắn hiện nay đang thiếu nhất một số linh bảo cường đại. Lần này có cơ hội tiến vào trong tộc tàng, nói như thế nào đi nữa cũng phải kiếm được một vài thứ tốt. Lâm Động đi ra khỏi tiểu viện U Tĩnh, tới địa điểm dùng ước định với các trưởng lão Lâm Mục. Trên ven đường gặp không ít người của gia tộc Lâm Thị. Chỉ có điều phần lớn mọi người lúc nhìn thấy hắn vội vàng tránh đường, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp và uy kỵ. Mà lúc nhìn thấy những cái ánh mắt này, Lâm Động không quá quan tâm, bước chân theo cái con đường phía trước vòng qua chỗ ngoặt. Sau đó, một mảnh sân huấn luyện liền xuất hiện trước mặt. Mảnh sân huấn luyện này chính là nơi đệ tử gia tộc Lâm Thị bình thường tập luyện. Lúc này, mặc dù là sáng sớm nhưng cũng không ít nam nữ trẻ tuổi nội tộc đang tập. Lâm Động đột nhiên xuất hiện hiển nhiên khiến cho sân huấn luyện trở nên yên tĩnh. Những đệ tử trong nội tộc ngày thường có chút cao ngạo, lúc này đối mặt với hắn là người của phân gia cũng có chút không được tự nhiên.
Chỉ có điều, không có người nào dám lộ ra vẻ kinh thường hay châm chọc. Một hồi đại chiến kinh thiên ngày hôm qua đã khiến cho tất cả ngạo khí bọn họ bị đánh tan. Nhân vật cường đại giống như Lâm Lăng Thiên cũng không giành được chỗ tốt gì từ trong tay Lâm Động, huống chi bọn họ. Chỉ có điều đối với đệ tử trong nội tộc này, Lâm Động không có hứng thú dây dưa nói chuyện với bọn họ, lập tức rời đi, cuối cùng đi vào trong tòa thạch đình. Ở trong này, hắn đã nhìn thấy Lâm Mục đang đứng đợi sẵn từ sớm, lập tức nở nụ cười áy náy. Thế mà nhưng Lâm Mục cũng là cười cười khoát tay nói, đi theo ta. Tộc tàng bình thường chính là cấm địa của gia tộc Lâm Thị, trừ khi có người có công lao lớn đối với gia tộc mới có thể có tư cách tiến vào trong đó tầm bảo. Bên trong tộc tàng có không ít bảo bối đều là do vị tiền bối kia lúc trước từ trong bách triều đại chiến bộc lộ tài năng mà được siêu cấp tông phái đó ban thưởng cho. Có một số linh bảo địa cấp cường đại có linh tính, có tìm được hay không còn phải xem cơ duyên của ngươi. Hai người chậm rãi đi sâu vào trong gia tộc Lâm Thị. Lâm Mục cũng nói một số chuyện liên quan tới tộc tàng với Lâm Động. Lâm Lăng Thiên hôm nay bắt đầu bế quan, nếu ta đoán không lầm thì hắn sẽ trùng kích vào tạo hóa cảnh đại thành. Với nội tình của hắn, bước thêm một bước không quá mức khó khăn, mà điều đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng cường không ít. Lúc đang nói, Lâm Mục bỗng chuyển đề tài nhàn nhạt. Ngay thế vậy thì bước chân Lâm Động chậm lại, khẽ gật đầu. Thực lực Lâm Lăng Thiên tăng lên đối với hắn mà nói không phải tin tức gì tốt. Hai người vốn còn chưa hoàn toàn phân thắng bại, lúc này Lâm Lăng Thiên lại đề thăng thực lực thì sẽ có chút phiền toái. Ta thấy khí tức người vẫn dừng ở bán bộ tạo hóa, lần này tiến vào tộc tàng xem như đó là một trong những phần cơ duyên của ngươi. Còn về có mượn được trợ giúp trong đó đột phá chính thức tới tạo hóa cảnh hay không, còn phải xem bản lãnh của ngươi. Lâm Mục cười nói, đa tạ trưởng lão Lâm Mục nhắc nhở. Lâm Động cười cười, hắn tự nhiên nghe ra mùi vị nhắc nhở trong lời của Lâm Mục. Lâm Mục thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu, cũng không tiện nói thêm. Bước chân càng nhanh hơn, dẫn Lâm Động xuyên qua nội tộc. Ước chừng nửa giờ sau thì đến chỗ sâu nhất trong nội tộc. Tộc tàng gia tộc Lâm Thị nằm ở chỗ sâu trong nội tộc, nơi đây có một vách núi. Lúc Lâm Động và Lâm Mục đến phía dưới vách núi thì cũng dừng bước. Dưới bốn phía vách núi, một số lầu các thanh nhã ẩn nấp bên trong như ẩn như hiện. Thoạt nhìn thì hoàn cảnh có chút u tĩnh. Chỉ có điều từ trong cái loại u tĩnh này, Lâm Động cũng cảm nhận được một cái tia hàn ý. Ánh mắt đảo qua, hắn biết phụ cận nơi này có ẩn nấp một số lượng cực lớn cường giả gia tộc Lâm Thị. Phòng ngự xâm nghiêm như thế không hổ là cấm địa của gia tộc. Vách núi phía trước Lâm Động có một cái cửa đá rất nặng. Phía trên cửa đá ẩn chứa năng lượng ba động phát ra. Hơn nữa, lúc này ở bên ngoài cửa đá còn có mấy cái vị trưởng lão đang đứng. Người dẫn đầu chính là trưởng lão áo đen từng triển lộ sát ý với Lâm Động. Đây là trưởng lão Lâm Chí, đồng thời cũng là trưởng quản tộc tang. Lâm Mục nói với Lâm Động, sau đó chuyển ánh mắt về phía trưởng lão áo đen nói, mở thạch môn ra đi. Nghe thế vậy thì sắc mặt trưởng lão áo đen nhất thời có chút âm trầm. Chỉ có điều Lâm Mục phụng mệnh tộc trưởng, dù trong lòng hắn rất không muốn để cho Lâm Động tiến vào tộc tàng, nhưng không thể kháng cự, chỉ có thể lập tức phất tay. Nhìn thấy hắn phất tay, một vài vị trưởng lão phía sau mới là đồng thời động thủ, từng đạo năng lượng ba động bắn về phía cánh cửa khổng lồ. Ngay lập tức cánh cửa đá run rẩy, cuối cùng cũng chậm rãi nứt ra một cái thông đạo. Ẩn chứa bên trong là một cái luồng năng lượng ba động kinh người từ trong khe nứt bạo xuất ra. Người ở bên trong tộc tang nhiều nhất chỉ có thể ở đó một tháng, nếu vượt qua thì tự gánh hậu quả. Đồng thời lúc đi cũng có nhiều nhất chỉ lấy ra được một kiện bảo bối, nếu không bị phát hiện ra lập tức bị thu hồi kể cả thứ vốn thuộc về ngươi. Trưởng lão áo đen tên Lâm Chí lạnh lùng nhìn với Lâm Động nói. Lâm Động liếc mắt nhìn lão già cùng phe với Lâm Lăng Thiên, không muốn nói nhiều lời, ôm quyền với Lâm Mục xoay người bước qua Lâm Chí, bước chân không hề dừng lại, trực tiếp đi vào trong khe nứt của cửa đá. Hành động của Lâm Động như vậy khiến cho sắc mặt vốn âm trầm của Lâm Chí càng khó coi thêm vài phần, hai mắt híp lại có một chút âm lãnh xẹt qua. Đóng cửa tộc tang,
Thấy Lâm Động tiến vào trong tộc tảng, Lâm Chí lạnh giọng quát. Mấy vị trưởng lão lập tức gật đầu, sau đó lại lần nữa điều khiển cửa đá chậm rãi đóng lại. Lâm Chí, mặc dù tộc tàng do ngươi quản lý, nhưng ngươi cũng đừng nên âm thầm động tay động chân. Nếu không đến lúc đó có gì sai lầm thì cũng không có thể ai nói giúp ngươi đâu. Lâm Mục đưa mắt nhìn Lâm Chí, nhạt nhạt nói, trong thanh âm có mùi vị cảnh cáo. Không cần nhọc lòng lo lắng. Lâm Chí cười lạnh một tiếng, tay áo buông lên, sau đó dẫn mấy vị trưởng lão đi đến lầu các ở một bên. Ánh mắt có chứa hàn ý nhìn tộc tàng đóng chặt. Nhìn đám Lâm Chí đi đến bên lầu các giám thị, Lâm Mục nhíu mày, sau đó dừng lại một chút mới xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng Lâm Mục rời đi, khuôn mặt giả lùa của Lâm Chí trên lầu các hiện nụ cười lạnh lẽo. Hắn quay đầu lại, âm thanh lạnh lẽo. Đã làm theo lời của ta chưa? Đã làm ổn, Lâm Động này nếu như muốn tìm thứ bảo bối gì đó đáng coi trọng nhất định phải tiến vào chỗ sâu trong tộc tàng. Ở trong đó rất nhiều trận pháp, chỉ cần hắn bước chân vào thì chúng ta có thể âm thầm thao túng đại trận, đem hắn giết đi. Đến lúc đó, cứ nói là hắn lòng tham quá mức, muốn mạnh mẽ phá giải đại trận, đoạt lấy bảo vật. Không ngờ ngược lại, vào trong đại trận, cuối cùng mất mạng. Cái này đúng là áo trời không vết vá, cho dù tộc trưởng có phát hiện cũng tuyệt không có chứng cứ. Một gã trưởng lão sắc mặt âm trầm cười lạnh nói. Nghe thế vậy thì khuôn mặt giả nua lạnh lùng của Lâm Chí lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đưa mắt nhìn về đại môn, sát ý trong mắt dày đặc. Tên nhà quê đến từ phân gia mà cũng muốn chen một chân vào trong nội tộc. Người cũng không biết tốt xấu thì để lão phu cho người biết nước trong nội tộc này đến tột cùng sâu thế nào. Lúc Lâm Động tiến vào cửa đá liền có một cỗ quang mang mãnh liệt phóng tới trước mặt. Hai mắt của hắn theo phản xạ khẽ nheo lại, lát sau mới dần thích ứng, ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ đảo. Xuất hiện trước mặt Lâm Động chính là một cái thạch động cực kỳ cương đại. Bên trong thạch động bao phủ một cái quầng sáng. Ở trên đỉnh sơn động cao hàng trăm trượng có một vài lỗ thủng, từng đạo ánh sáng mặt trời chiếu qua đó khiến cho ánh sáng phát ra trong này rất tốt. Diện tích thạch động cực kỳ rộng lớn, ít nhất ánh mắt của Lâm Động nhìn về phía xa cũng không thể thấy điểm cuối. Đây chính là tộc tàng gia tộc Lâm Thị sao? Lâm Động tự thì thào hỏi. Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra trước mặt, chợt trong mắt xẹt qua chút kinh dị. Hắn có thể cảm nhận được nguyên lực thiên địa trong này tương đối hùng hậu, bên ngoài không thể sánh bằng. Những thứ này chẳng lẽ là bảo bối bên trong tộc tàng? Lâm Động đưa mắt nhìn về phía những cái quầng sáng khắp nơi. Trong quầng sáng có thể nhìn thấy một cái đoàn ánh sáng. Mỗi đoàn ánh sáng bao phủ lấy một kiện linh bảo, khiến Lâm Động phải nhíu mày. Đó là những linh bảo chỗ này tốt nhất chỉ là cao cấp mà thôi, đối Lâm Động hiện không có chút sức hấp dẫn. Ba động của bảo bối chân chính ở sâu bên trong. Tiểu Điêu đột nhiên hiện trên vai Lâm Động, nhìn chỗ sâu trong tộc tàng cười quái dị nói, chỉ có điều ở sâu trong đó ta cảm nhận được ba động của trận pháp, muốn đạt được bảo e rằng phải cẩn thận một chút. Ta nghĩ những lão giả âm khí dày đặc bên ngoài sẽ không để cho người quá mức thuận lợi lấy được bảo bối này đâu. Lâm Động cười nhạt. Hắn tự nhiên cũng biết Lâm Chí tuyệt không để cho hắn mặc sức lấy bảo bối, bằng không thì sức ép đối với Lâm Lang Thiên sẽ là lớn hơn vài phần. Không để ý đến lão quỷ đó, hắn nếu như dám động tay động chân thì lúc đó thu thập hắn. Lâm Động không ngừng chút chần chờ, trực tiếp nhấp chân đi vào sâu trong tộc tàng. Dựa vào tinh thần lực hơn người mà mơ hồ cảm nhận được chỗ sâu bên trong dường như có vài cỗ ba động tràn ngập linh tính tản mát ra, rất có khả năng chính là linh bảo địa cấp mà hắn mơ tưởng. Một khi đã vào trong tòa bảo sơn này, làm gì có đạo lý tay không trở về. Nếu như mấy lão quỷ kia thực sự không thức thời, Lâm Động không ngại động thủ. Hắn thủy chung hiểu rằng bất luận nơi nào thì nắm tay ai lớn mới là đạo lý. Mà bây giờ nắm tay của hắn hiển nhiên có thể thu thập mấy cái lão gia hỏa đó.